Xin chào các bạn, mình là Vân Anh, còn đây là cửa hàng mỹ phẩm của mình. Mình đã từng có thời gian học tập và sinh sống tại Hàn Quốc và đang là cộng tác viên của công ty LG Senhui Cần Cang và công ty Amore Pacific, hai công ty mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc với các thương hiệu cao cấp như Ohui, Hu, Sum 37, VDL, Sơn Hoa Su, Hera. Ohui Vân Anh được ra đời từ mong muốn đưa những sản phẩm chính hãng của những thương hiệu cao cấp nhất Hàn Quốc đến người tiêu dùng tại Việt Nam với mức giá hợp lý. Với vai trò là cộng tác viên, mình xin đảm bảo 100% các mặt hàng tại Ohui Vân Anh là hàng Hàn Quốc nội địa được mua trực tiếp tại văn phòng công ty, có hóa đơn đầy đủ và đặc biệt luôn cập nhật các sản phẩm mới nhất, các set khuyến mại, có mức giá ưu đãi, thấp hơn giá bán niêm yết trong các trung tâm thương mại tại Hàn Quốc. Nhân dịp khai trương cơ sở mới tại số nhà 1213 Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, Ohui Vân Anh xin được gửi đến các bạn chương trình khuyến mại đặc biệt vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 năm 2019. Sự kiện soi da miễn phí và tặng hàng ngàn đồ dùng thử. Chương trình giảm giá lên đến 40% hầu hết các mặt hàng tại shop. Chương trình tặng voucher giảm giá cho khách hàng thân thiết. Chương trình trở thành khách VIP với hóa đơn từ 1 triệu 500 nghìn đồng. Còn chần chừ gì nữa, hãy rủ bạn bè và người thân đến với Ohui Vân Anh để cùng tham gia trải nghiệm mua sắm và nhận các ưu đãi hấp dẫn thôi nào. Thực ra là hôm nay là mình được một số người giới thiệu đến. Mình thấy là chương trình soi da của các bạn ở đây thì cũng khá là chuyên nghiệp và soi da rất là cẩn thận. Sau đó lại còn tư vấn cho mình cảm thấy rất là hài lòng về các bạn soi da. Cô đến cửa hàng thì cô thấy cửa hàng là sản phẩm của cửa hàng rất là đa dạng, có nhiều những mặt hàng mà để mình đến là có thể là khách hàng có thể là mua được, và giá cả thì là phải chăng mà nhân viên thì phục vụ rất là nhiệt tình và chu đáo.